cây cầu cũng như là cái nhịp giữa. Đi cái nặng quá cái nó lật cái xe, người ta rớt xuống gì xe gì người luôn. Lật xuống cái ầm luôn rồi cái trời ơi chết người không la lên cái bà con chạy lại. Nó điện thoại đủ cái chơi cái kéo nó lên không nó không sao. Nhưng mà xe nó hư á. Thì nói cái chỗ đó là mình đi ra thông ra cái đường lộ nào? Dạ, thông ra 852. Ra đường chạy đá à, chị đá một khúc chứ bà. Đá suốt luôn. Để đá là tới lại luôn. Về ngang bao nhiêu? Về ngang hiện bây giờ nó có 4 thước à. À, khoảng chiều dài nó là bao nhiêu? Cầu hình 23 mét. Chắc chắn nữa trụ điện này là được giờ vô hả? Dạ, 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 dạ. Chỗ anh Năm nhà từ thiện đó, lòng hảo tâm đó thì giúp được cái cầu cho dân đây, người ta cũng mừng. Tại vì đây té dân cả xe cổ xong hoài, nhiều khi tai nạn này kia mình cũng lo. Xuống nếu mà bắt được cái cầu thì dân đây rất là làm ơn. Cảm ơn gì. Dạ.